vĩ với nhiều cảnh quan tương phản. Ở đây, những khái niệm như thoáng đãng hay yên bình đều mang đúng nghĩa của nó. Thật khó mà cưỡng lại ham muốn được hòa mình vào toàn cảnh bầu trời bao la với những vách núi cao thẳng đứng và những bãi biển trải dài. Tỉnh bang Quebec rộng gấp 3 lần nước Pháp. Phần lớn trong số 8 triệu dân Quebec sống dọc bờ sông Saint-Laurent, một trong những con sông lớn nhất hành tinh. Và lãnh địa rộng lớn này sở hữu vô vàn vẻ đẹp. Rừng cây, rừng taiga và những bình nguyên rộng lớn, cùng với hơn 1.000 sông hồ, và cả những đỉnh núi cao ở Nunavik và Gaspésie. Sau 12.000 năm chỉ có thổ dân sinh sống, đến năm 1534, Jacques Cartier đã thay mặt vua Pháp tới đây đánh dấu chủ quyền lãnh thổ này. Ngày nay, 11 cộng đồng thổ dân chung sống cùng cư dân Quebec. Gần 80.000 người da đỏ Mỹ sống ở 50 ngôi làng khác nhau. Trong đó có 14 ngôi làng là của bộ tộc Inuit. Mỗi cộng đồng thổ dân đều có ngôn ngữ, tín ngưỡng và văn hóa riêng. Những ngôi làng này cách nhau hàng trăm cây số và cũng không có đường để đi từ làng này đến làng kia. Quebec là vùng đất có vẻ đẹp hùng vĩ, nằm trong một đất nước hiện đại và cởi mở. Ngoài những gì thế giới đã biết về vùng đất này, như nghề đốn củi hay siro cây thích, vùng đất này còn những đặc trưng khác phức tạp và cũng rất thu hút. Nơi đây vừa khiến người ta có cảm giác lạ lẫm, lại vừa có cảm giác quen thuộc như đang ở nhà. Tỉnh bang Quebec nằm ở phía đông đất nước Canada. Hai thành phố chính là thành phố Quebec và thành phố Montreal. Montreal, thành phố chính của tỉnh Quebec với những tòa nhà chọc trời cao chóng mặt. Thành phố được thành lập năm 1642 bởi nhà truyền giáo Pierre Somedey với cái tên ban đầu là thị trấn Vinery. Sau đó, thành phố được đặt lại theo tên ngọn núi Rayon, một ốc đảo xanh giữa lòng thành phố. Đây là thành phố nói tiếng Pháp lớn nhất Bắc Mỹ và là thành phố lớn thứ hai của Canada, sau Toronto. Thành phố Montreal có khoảng 1,7 triệu dân. Thành phố Quebec, thành phố lớn thứ hai tỉnh bang này sau Montreal. Đây chính là thành phố đầu tiên bị đặt dưới chế độ thuộc địa của Pháp do Samuel de Champlain đứng đầu vào năm 1608. Lâu đài nổi tiếng Frontenac, đây là khách sạn đầu tiên trong chuỗi khách sạn có hình dáng một lâu đài. Thành phố Quebec được bao bọc bởi rất nhiều công viên và không gian xanh. Ví dụ như công viên quốc gia Forion ở bán đảo Gaspésie,
cửa ngõ vào vịnh Saint Laurent, hay ngọn núi Saint Alban, nơi có tầm nhìn xa biển rất ấn tượng. Đây là khối đá Pepsi nổi tiếng, biểu tượng của Gaspésie. Một khối đá vôi lớn 6 triệu tấn, có niên đại khoảng 400 triệu năm. Ngư dân Gaspésie là những nhân tố quan trọng trong lịch sử và nền kinh tế địa phương. Vùng đất này cũng là nơi các thuyền săn cá voi châu Âu đổ bộ trong suốt thời kỳ thuộc địa. Ngày nay, nghề đánh bắt là một trong những ngành kinh tế năng động nhất ở Quebec. Bãi đánh bắt lâu đời Passe-Biac đã ghi lại những dấu vết lịch sử của ngành nghề này từ giữa thế kỷ 18. Cho đến giữa thế kỷ 20, cửa hàng bách hóa nổi tiếng này đã cung cấp tất cả nhu yếu phẩm cần thiết cho cư dân ở đây. Ở đây có tất cả mọi thứ, các loại dụng cụ, thực phẩm, quần áo, đồ nội thất, đồ gia dụng và thậm chí cả thuốc men. Quần đảo Madeleine. Một quần đảo đẹp với khoảng chục hòn đảo. Ở đây có những ngôi nhà với màu sắc sống động. Từ những năm 40, ở đây đã phát triển ngành công nghiệp cá trích hun khói. Hơn 4.000 tấn cá trích từng được sản xuất tại đây mỗi năm, nhưng vì sự khai thác quá tải dẫn đến nguồn cá cạn kiệt, các lò hun khói đã đóng cửa từ đầu những năm 70. Đến những năm 90 thì ngành này phát triển trở lại. Theo cách bảo quản từ thời xa xưa, công đoạn đầu tiên là ướp cá với muối trong vòng 48 tiếng đồng hồ, sau đó cho lên trên lửa. Trên quần đảo có rất nhiều hậu duệ của người Acadie sinh sống, một dân tộc có nguồn gốc ở phía tây nước Pháp. Đến đầu thế kỷ thứ 17 thì di cư đến Quebec. Quần đảo Manh Găng do hàng chục hòn đảo hợp thành. Đây là nơi có số lượng đá nguyên khối bị xói mòn lớn nhất Canada. Đá nguyên khối, những tuyệt tác thiên nhiên kỳ vĩ này được tạo thành từ đá vôi và phủ bên ngoài bởi một lớp địa y màu da cam có niên đại hàng trăm năm. Sông băng lớn tồn tại cách đây 18.000 năm, cùng sự biến đổi của mực nước biển đã tạo thành những tác phẩm điêu khắc địa chất tuyệt vời như những tảng đá, những mái vòm và những hang động đan xen nhau. Đảo Anticosti với những vách đá cao trải dài suốt hơn 3 cây số. Rất nhiều tàu thuyền đã mắc kẹt trên những dạng đá này suốt hàng thế kỷ. Ở đây, dù bị săn bắt nhiều, nhưng số lượng động vật vẫn tăng đáng kể với 266 loài. Ở Virginia, có đàn hươu lên tới 60.000 con cùng với vô số cáo, hải ly và những con thú khác nữa. Những con hươu này được nhà sản xuất sô-cô-la giàu có người Pháp là Meunier mang tới khi ông mua lại hòn đảo vào năm 1895 để bổ sung tài nguyên phục vụ cho ngành săn bắn và đánh bắt. Hệ động thực vật ở Gaspésie vô cùng phong phú. Ở đây có gấu mèo và một loài khác xuất hiện ngày càng nhiều ở Quebec. Đó là chó sói. Và cả cáo đỏ, những con hải âu cổ rụt,
hay những con hải cầu với nguồn thức ăn dồi dào là cá hồi. Gaspésie cũng là vương quốc của những con ó biển phương Bắc. Loài chim biển này có thể nặng đến 3 kg với sải cánh dài lên tới 1,8 m trên hòn đảo Bonaventure. Vào mùa hè, ta có thể chiêm ngưỡng đàn ó biển lớn nhất thế giới. Người ta thống kê được gần 130.000 cá thể chim ó trên đảo này. Những ngọn núi Valanh nổi tiếng trong vùng Saguenay. Một khung cảnh huyền diệu, những ngọn núi Valanh nổi tiếng bởi khối lượng tuyết dày đặc, mặc dù những ngọn núi này không cao. Những con đường mòn trên cao giúp ta ngắm toàn cảnh bức tranh hùng vĩ. Vào mùa đông, dãy núi và thung lũng này thu hút rất nhiều người tới trượt tuyết. Cách đó không xa là vịnh hẹp Saguenay và làng chài. Mỗi năm khi lớp băng đủ dày, các ngư dân lại dựng tạm những ngôi nhà gỗ để câu cá vào ban ngày. Họ sẽ câu cá qua một cái hố dưới sàn nhà đào xuyên xuống lớp băng. Có nhiều người áp dụng công nghệ cao với hệ thống định vị toàn cầu để câu cá. Nhiều người lại thích câu cá ngoài trời. Tiến về phía bắc, vùng Uche Bungumu là nơi bộ tộc Gri sinh sống. Trong những túp lều dưới tán cây thông, những người phụ nữ đang chuẩn bị thức ăn truyền thống. Trong lúc đó, những người đàn ông trèo thuyền sang nơi đặt lưới đánh cá, một công việc mà tổ tiên họ đã làm từ bao đời nay. Người Cri vẫn giữ những phong tục từ ngàn xưa, đồng thời cũng biết sử dụng các thiết bị hiện đại. Lối sống này là một điển hình của sự phát triển bền vững. Họ được hưởng lợi từ nguồn tài nguyên thiên nhiên và từ du lịch sinh thái. Tiến thêm một chút về phía Bắc, ở Sisasibi, dân tộc Ri đã xây dựng một tương lai thịnh vượng bằng cách bảo tồn bản sắc và giá trị riêng của mình, điển hình là việc tôn trọng người lớn tuổi và những đạo lý của họ. Dân tộc Ri vẫn săn bắt thú rừng, sau đó nướng thịt thú săn được trong lều vải và lột da chúng để làm quần áo. Ở vùng Sisasibi, đa số là người Cri sinh sống, ngoài ra còn 10% người Inuit và người da trắng. Một hình mẫu lý tưởng cho sự chung sống và hòa nhập cộng đồng nhờ có thỏa thuận hòa bình, một hiệp ước ký vào năm 2002 vì sự phát triển ở Vịnh James. Romeo Saganat, người Cri đầu tiên có bằng luật ở Canada, là người đã có công lớn trong cuộc đàm phán để đi đến thỏa thuận hòa bình này với chính phủ Canada. Nunavik, lãnh thổ rộng ngang nước Pháp này, có khoảng 14 ngôi làng của bộ tộc Inuit. Ở Nunavik, mùa đông không kéo dài mãi mãi. Vào mùa hè,
mặt trời lặn rất muộn và nhiệt độ có thể lên đến 30 độ C. Thủy triều ở đây mạnh nhất thế giới. Nước triều có thể dâng lên đến 15 mét. Đây là khu vực có rất nhiều cá, hải cẩu, chim biển và cá heo trắng. Và trên đảo Điền là ta có thể tìm thấy một loài động vật có vú xuất hiện từ thời tiền sử, bò xạ hương. Những đàn bò đi lang thang trên hòn đảo giữa những cánh đồng hoa dại. Có lẽ chúng tới từ eo biển Bering cách đây 100.000 năm. Cách đó không xa là miệng núi lửa Pink Valley. Miệng núi lửa này do một mảnh thiên thạch rơi xuống tạo nên cách đây 1,4 triệu năm. Với độ sâu 400 mét, đường kính rộng hơn 3 km, hồ này do tuyết và nước mưa đọng lại tạo thành. Trong số rất nhiều miệng núi lửa ở Canada và ở Quebec, thì đây là một trong những miệng núi lửa mới và được bảo tồn tốt nhất thế giới. Đảo Apatok nằm giữa vịnh Ungava và đây là những vách đá vôi phủ đầy cát. Ở đây bắt gặp gấu Bắc Cực là điều không hiếm hoi gì. Một khung cảnh siêu thực và kỳ vĩ. Trên hòn đảo này, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra dấu vết của người cổ đại. Những bộ xương của người Inuit và của tổ tiên họ, bộ tộc Dorset. Nhiều truyền thuyết đã gắn liền vùng đất này với những câu chuyện đáng sợ về những bộ tộc ăn thịt người. Làng Pivitnitik. Hàng năm, ngay trước khi mùa xuân về, nơi đây sẽ diễn ra lễ hội tuyết. Trong vòng 5 ngày, người ta sẽ tôn vinh những truyền thống và nghệ thuật của người Inuit. Bộ tộc này từng là bộ tộc du mục, sống bằng nghề săn bắn và đánh bắt. Nhưng bây giờ họ đã sống định cư. Tuy nhiên, họ vẫn giữ được kỹ thuật làm lều tuyết và những kỹ năng cần thiết để sống sót trong cái lạnh khắc nghiệt của phương Bắc. Trong doanh trại quân đội Canada, nhiều binh lính đang luyện tập bắn tỉa. Lực lượng dân quân đã được lập nên trong thời kỳ chiến tranh lạnh, khi mà Bắc Cực là một vùng đất chiến lược và Liên bang Xô Viết là một mối đe dọa đối với Bắc Mỹ. Chính phủ Canada đã tuyển mộ những binh lính người Inuit để bảo vệ vùng này. Ngày nay tình hình đã thay đổi, nhưng những binh sĩ vẫn làm nhiệm vụ của mình. Họ đi tuần bằng xe trượt tuyết để bảo vệ người dân hay cứu hộ khẩn cấp trong trường hợp có bão hoặc bão tuyết. Người Inuit còn rất giỏi trong lĩnh vực điêu khắc trên băng.
lễ hội tuyết bao gồm cả phần thi tạo hình người tuyết. Trong phần thi này, mọi người sẽ tạo hình các khối tuyết sao cho giống hình người. Từ thời xa xưa, tổ tiên của người Inu thường dùng đá để tạo hình, và công trình đó sẽ dùng để đánh dấu một nơi thiêng liêng, một kho chứa thực phẩm hoặc cảnh báo nơi nguy hiểm. Nhiều khối đá còn có niên đại 1.000 năm. Ngôi làng này cũng là điểm xuất phát của cuộc đua chó kéo xe. Xưa kia, khi người Inuit còn sống du mục, những con chó là bạn đồng hành trung thành không thể thiếu của họ. Nhờ có chúng mà họ có thể săn bắt và giao thương. Nhưng vào khoảng những năm 50-60, chính phủ Canada đã ra lệnh giết tất cả những con chó kéo xe vì chúng bị cho là có khả năng lây truyền bệnh dại. Việc thảm sát này cũng chính là thời điểm quyết định sự suy thoái của bộ tộc Inuit. Tuy nhiên, còn một nguyên nhân khác nữa, đó là người da trắng bắt đầu kéo đến vùng đất này cùng những luật lệ ép người bản địa phải định cư và đất đai của họ dần bị tước đoạt. Ngày xưa, người Inuit được gọi là người Eskimo, có nguồn gốc từ Mông Cổ và Siberia, di cư tới đây qua eo biển Bering cách đây hơn 5.000 năm. Kể từ đó, họ đã học cách thích nghi với khí hậu khắc nghiệt và sống một cuộc sống hài hòa với thiên nhiên. Trong bữa ăn truyền thống của họ luôn có thịt hải cầu, cá và tuần lộc. Những bữa ăn như vậy không hiếm thấy ở đây. Nó phản ánh tính cách hào phóng, cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau của người dân vùng cực Bắc. Nhiều nỗ lực đang được thực hiện để nâng cao giá trị văn hóa và ngôn ngữ, giúp giới trẻ hiểu biết để bảo tồn những giá trị đó. Quebec là kết quả của sự pha trộn hài hòa giữa thế giới mới và thế giới cổ đại. Đây vốn là một tỉnh có nguồn gốc từ Mỹ, luôn tự hào với những truyền thống đa văn hóa của họ. Các công viên và khu bảo tồn thiên nhiên luôn thu hút khách du lịch tới để đắm mình trong vẻ đẹp hùng vĩ của những hồ nước bao la, nối tiếp những cánh rừng rậm rạp và huyền bí. Một lãnh thổ hoang dã rộng lớn, đẹp đến không thể cưỡng lại, được bao trùm bởi những màu sắc rực rỡ theo từng mùa, đỏ, xanh hoặc trắng. Một vùng ngoại ô đầy màu sắc, đa dạng cả về dân cư, lịch sử cũng như cảnh quan. Tất cả đã tạo cho vùng ngoại ô xinh đẹp này vẻ quyến rũ. Busty, với những vách đá cao trải dài suốt hơn 3 cây số, rất nhiều tàu thuyền đã mắc kẹt trên những dạng đá này suốt hàng thế kỷ. Ở đây, dù bị săn bắt nhiều, nhưng số lượng động vật vẫn tăng đáng kể với 266 loài. Ở Virginia, có đàn hươu lên tới 60.000 con, cùng với vô số cáo, hải ly và những con thú khác nữa. Những con hươu này được nhà sản xuất sô-cô-la giàu có người Pháp là Meunier mang tới khi ông mua lại hòn đảo vào năm 1895 để bổ sung tài nguyên phục vụ cho ngành săn bắn và đánh bắt. Hệ động thực vật ở Gaspésie vô cùng phong phú. Ở đây có gấu mèo và một loài khác xuất hiện ngày càng nhiều ở Quebec, đó là chó sói. Và cả cáo đỏ. Những con hải âu cổ rụt. Hay những con hải cầu với nguồn thức ăn dồi dào là cá hồi.
Gaspésie cũng là vương quốc của những con ó biển phương Bắc. Loài chim biển này có thể nặng đến 3 kg với sải cánh dài lên tới 1,8 m trên hòn đảo Bonaventure. Vào mùa hè, ta có thể chiêm ngưỡng đàn ó biển lớn nhất thế giới. Người ta thống kê được gần 130.000 cá thể chim ó trên đảo này. Những ngọn núi Valang nổi tiếng trong vùng Saguenay. Một khung cảnh huyền diệu, những ngọn núi Valang nổi tiếng bởi khối lượng tuyết dày đặc, mặc dù những ngọn núi này không cao. Những con đường mòn trên cao giúp ta ngắm toàn cảnh bức tranh hùng vĩ. Vào mùa đông, dãy núi và thung lũng này thu hút rất nhiều người tới trượt tuyết. Cách đó không xa là vịnh hẹp Saguenay và làng chài. Mỗi năm, khi lớp băng đủ dày, trong số 8 triệu dân Quebec sống dọc bờ sông Saint-Laurent, một trong những con sông lớn nhất hành tinh. Và lãnh địa rộng lớn này sở hữu vô vàn vẻ đẹp. Rừng cây, rừng taiga và những bình nguyên rộng lớn, cùng với hơn 1.000 sông hồ. Và cả những đỉnh núi cao ở Nunavik và Gaspésie. Sau 12.000 năm chỉ có thổ dân sinh sống, đến năm 1534, Jacques Cartier đã thay mặt vua Pháp tới đây đánh dấu chủ quyền lãnh thổ này. Ngày nay, 11 cộng đồng thổ dân chung sống cùng cư dân Quebec. Gần 80.000 người da đỏ Mỹ sống ở 50 ngôi làng khác nhau. Trong đó, có 14 ngôi làng là của bộ tộc Inuit. Mỗi cộng đồng thổ dân đều có ngôn ngữ, tín ngưỡng và văn hóa riêng. Những ngôi làng này cách nhau hàng trăm cây số và cũng không có đường để đi từ làng này đến làng kia. Quebec là vùng đất có vẻ đẹp hùng vĩ, nằm trong một đất nước hiện đại và cởi mở. Ngoài những gì thế giới đã biết về vùng đất này như nghề đốn củi, hay siro cây thích, vùng đất này còn những đặc trưng khác phức tạp và cũng rất thu hút. Nơi đây vừa khiến người ta có cảm giác lạ lẫm, lại vừa có cảm giác quen thuộc như đang ở nhà. Tỉnh bang Quebec nằm ở phía đông đất nước Canada. Hai thành phố chính là thành phố Quebec và thành phố Montreal. Montreal, thành phố chính của tỉnh Quebec, với những tòa nhà chọc trời cao chóng mặt. Thành phố được thành lập năm 1642 bởi nhà truyền giáo Paul de Somedey, với cái tên ban đầu là thị trấn Vinery. Sau đó, thành phố được đặt lại theo tên ngọn núi Rail, một ốc đảo xanh giữa lòng thành phố. Đây là thành phố nói tiếng Pháp lớn nhất Bắc Mỹ và là thành phố lớn thứ hai của Canada, sau Toronto. Thành phố Montreal có khoảng 1,7 triệu dân. Thành phố Quebec, thành phố lớn thứ hai tỉnh bang này và cá heo trắng. Và trên đảo Diana, ta có thể tìm thấy một loài động vật có vú xuất hiện từ thời tiền sử, bò xạ hương. Những đàn bò đi lang thang trên hòn đảo, giữa những cánh đồng hoa dại. Có lẽ chúng tới từ eo biển Bering, cách đây 100.000 năm.
cách đó không xa là miệng núi lửa Pingali. Miệng núi lửa này do một mảnh thiên thạch rơi xuống tạo nên cách đây 1,4 triệu năm. Với độ sâu 400 mét, đường kính rộng hơn 3 km, hồ này do tuyết và nước mưa đọng lại tạo thành. Trong số rất nhiều miệng núi lửa ở Canada và ở Quebec, thì đây là một trong những miệng núi lửa mới và được bảo tồn tốt nhất thế giới. Đảo Apatok nằm giữa vịnh Ungava và đây là những vách đá vôi phủ đầy cát. Ở đây bắt gặp gấu Bắc Cực là điều không hiếm hoi gì. Một khung cảnh siêu thực và kỳ vĩ. Trên hòn đảo này, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra dấu vết của người cổ đại. Những bộ xương của người Inuit và của tổ tiên họ, bộ tộc Dorset. Nhiều truyền thuyết đã gắn liền vùng đất này với những câu chuyện đáng sợ về những bộ tộc ăn thịt người. Làng Pivit Nitik. Hàng năm, ngay trước khi mùa xuân về, nơi đây sẽ diễn ra lễ hội tuyết. Trong vòng 5 ngày, người ta sẽ tôn vinh những truyền thống và nghệ thuật của người Inuit. Bộ tộc này từng là bộ tộc du mục, sống bằng nghề săn bắn và đánh bắt gần 130.000 cá thể chim ó trên đảo này. Những ngọn núi Valanh nổi tiếng trong vùng Saguenay. Một khung cảnh huyền diệu, những ngọn núi Valanh nổi tiếng bởi khối lượng tuyết dày đặc, mặc dù những ngọn núi này không cao. Những con đường mòn trên cao giúp ta ngắm toàn cảnh bức tranh hùng vĩ. Vào mùa đông, dãy núi và thung lũng này thu hút rất nhiều người tới trượt tuyết. Cách đó không xa là vịnh hẹp Saguenay và làng chài. Mỗi năm khi lớp băng đủ dày, các ngư dân lại dựng tạm những ngôi nhà gỗ để câu cá vào ban ngày. Họ sẽ câu cá qua một cái hố dưới sàn nhà đào xuyên xuống lớp băng. Có nhiều người áp dụng công nghệ cao với hệ thống định vị toàn cầu để câu cá. Nhiều người lại thích câu cá ngoài trời. Tiến về phía bắc, vùng Uche Bungubu là nơi bộ tộc Cree sinh sống. Trong những túp lều dưới tán cây thông, những người phụ nữ đang chuẩn bị thức ăn truyền thống. Trong lúc đó, những người đàn ông chèo thuyền ra nơi đặt lưới đánh cá, một công việc mà tổ tiên họ đã làm từ bao đời nay. Người Cree vẫn giữ những phong tục từ ngàn xưa, đồng thời cũng biết sử dụng các thiết bị hiện đại. Lối sống này là một điển hình của sự phát triển bền vững.
họ được hưởng lợi từ nguồn tài nguyên thiên nhiên và từ du lịch sinh thái. Tiến thêm một chút về phía Bắc, ở Sisasibi, dân tộc Ri đã xây dựng một tương lai thịnh vượng. Những con đường mòn trên cao giúp ta ngắm toàn cảnh bức tranh hùng vĩ. Vào mùa đông, dãy núi và thung lũng này thu hút rất nhiều người tới trượt tuyết. Cách đó không xa là vịnh hẹp Saguenay và làng chài. Mỗi năm khi lớp băng đủ dày, các ngư dân lại dựng tạm những ngôi nhà gỗ để câu cá vào ban ngày. Họ sẽ câu cá qua một cái hố dưới sàn nhà đào xuyên xuống lớp băng. Có nhiều người áp dụng công nghệ cao với hệ thống định vị toàn cầu để câu cá. Nhiều người lại thích câu cá ngoài trời. Tiến về phía Bắc, vùng Uche Bungubu là nơi bộ tộc Ri sinh sống. Trong những túp lều dưới tán cây thông, những người phụ nữ đang chuẩn bị thức ăn truyền thống. Trong lúc đó, những người đàn ông chèo thuyền ra nơi đặt lưới đánh cá, một công việc mà tổ tiên họ đã làm từ bao đời nay. Người Cree vẫn giữ những phong tục từ ngàn xưa, đồng thời cũng biết sử dụng các thiết bị hiện đại. Lối sống này là một điển hình của sự phát triển bền vững. Họ được hưởng lợi từ nguồn tài nguyên thiên nhiên và từ du lịch sinh thái. Tiến thêm một chút về phía Bắc, ở Sisasibi, dân tộc Ri đã xây dựng một tương lai thịnh vượng bằng cách bảo tồn bản sắc và giá trị riêng của mình. Điển hình là việc tôn trọng người lớn tuổi và những đạo lý của họ. Dân tộc Ri vẫn săn bắt thú rừng, sau đó nướng thịt thú săn được trong lều vải và lột da chúng để làm quần áo. Ở vùng Sisasibi, đa số là người Ri sinh sống, ngoài ra còn 10% người Inuit và người da trắng. Tỉnh bang Quebec rộng gấp 3 lần nước Pháp. Phần lớn trong số 8 triệu dân Quebec sống dọc bờ sông Saint-Laurent, một trong những con sông lớn nhất hành tinh. Và lãnh địa rộng lớn này sở hữu vô vàn vẻ đẹp. Rừng cây, rừng taiga và những bình nguyên rộng lớn, cùng với hơn 1.000 sông hồ, và cả những đỉnh núi cao ở Nunavik và Gaspésie. Sau 12.000 năm chỉ có thổ dân sinh sống, đến năm 1534, Jacques Cartier đã thay mặt vua Pháp tới đây đánh dấu chủ quyền lãnh thổ này. Ngày nay, 11 cộng đồng thổ dân chung sống cùng cư dân Quebec. Gần 80.000 người da đỏ Mỹ sống ở 50 ngôi làng khác nhau. Trong đó có 14 ngôi làng là của bộ tộc Inuit. Mỗi cộng đồng thổ dân đều có ngôn ngữ, tín ngưỡng và văn hóa riêng. Những ngôi làng này cách nhau hàng trăm cây số và cũng không có đường để đi từ làng này đến làng kia. Quebec là vùng đất có vẻ đẹp hùng vĩ, nằm trong một đất nước hiện đại và cởi mở.
ngoài những gì thế giới đã biết về vùng đất này như nghề đốn củi hay siro cây thích, vùng đất này còn những đặc trưng khác phức tạp và cũng rất thu hút. Nơi đây vừa khiến người ta có cảm giác lạ lẫm, lại vừa có cảm giác quen thuộc như đang ở nhà. Tỉnh bang Quebec nằm ở phía đông đất nước Canada. Hai thành phố chính là thành phố Quebec và thành phố Montreal. Montreal, thành phố chính của tỉnh Quebec, với những tòa nhà chọc trời cao chóng mặt. Thành phố được thành lập năm 1642 bởi nhà truyền giáo Paul de Somedey, với cái tên ban đầu là thị trấn Vimery. Sau đó, thành phố được đặt lại theo tên ngọn núi Rail, một ốc đảo xanh giữa lòng thành phố. Đây là thành phố nói tiếng Pháp lớn nhất Bắc Mỹ và là thành phố lớn thứ hai của Canada, sau Toronto.